Thưa quý vị, đoàn liên ngành của tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Huyện Đất Đỏ có gần 7.360 cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong quý 1 năm 2022, cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 127 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, qua đó phát hiện 11 cơ sở vi phạm, chiếm 8,37%. Riêng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, chính đoàn kiểm tra của huyện, xã đã kiểm tra 82 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản. Kết quả kiểm tra cho thấy một cơ sở kinh doanh ăn uống chưa đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, đoàn liên ngành của tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Đoàn đề nghị huyện Đất Đỏ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng, tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện và xử lý mọi trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.